Hello, this is the melon. Đây là dưa gan bị lai giống dưa hoàng kim. Mixed with the cross pollen from the Korean melon with the melon. Đây là dưa gan. Dưa gan bị lai giống do ong hút mật giữa dưa hoàng kim và dưa gan nên trở thành dưa gan lại màu này. Rồi mình hái ăn rồi ha. And it tastes very good. Look at this one. Look one foot right here. Look at that. Cái này thì nhìn giống dưa gan. Okay. This. My foot. There's food everywhere. Over here, you can see dưa gan. Này trái này lai này, lai giống nè. Giữa dưa hoàng kim và dưa gan. Đây còn có một trái này lai giống nữa, khác nữa. Này giống như trái bí vậy. Ok. Dưa gan lai dưa hoàng kim. Mình mới cắt ba trái vô, cắt ra ở trong giống dưa hoàng kim với lại dưa gan. Ăn rất là ngọt, thơm. Ngọt ngọt, thơm thơm. Hello. Today we're gonna cut this melon. And we don't know what type the melon is because 100 melon fruit. We grow from the sea and maybe it was cross-pollinated by the bee and the fruit might be different. Cái trái này là không biết trái dưa gì. And we gonna see what kind of fruit it is. Dưa này có thể bị lai giống từ con bi. Con ong nó có thể bay qua bay lại bị lai giống. Okay. Let's see we gonna cut it. Ta-da! Today. Oh my goodness. Okay. So this is not actually dưa gan. And it mixed with the Korean melon. Trái dưa này là trái dưa dưa gan lai giống với lại dưa hoàng kim của Korea. Now we are looking at my liner. So the mix between melon and Korean melon. Này lai giống từ dưa hoàng kim với lại dưa gan. Thì ra trái dưa này, cái vỏ thật là buồn cười ha. Trắng trắng vàng vàng ha. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy dưa hoàng kim, giấu dưa hoàng kim ở đây nè. Đó. Trái dưa hoàng kim là màu vàng này nè. Thì còn này bên đây thì nó là màu trắng bạc. So we got three food. We got three food and then we gonna save the seed for next time we grow again. We're gonna grow this time again. Cái này lai giống giữa dưa hoàng kim. Và dưa gan. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái màu vàng của dưa hoàng kim ở đây. And the inside the meat, you can see. And the meat of you can. The yellow. The meat is yellow. See, you can see the yellow. Ew, is that meat? So that means it dưa hoàng kim nó mới có màu vàng như vậy. Okay. And it's beautiful. And it's beautiful, but I
have yellow skin. And we have two more haven't cut. Two. So three together. Three together, all the okay. Peeps like love camera. You and Kim. You and Kim.